Xin chào bác, kính thưa bác, đây là con cơn American West xa xưa thập kỷ 1970-79 của Mỹ xưa, hàng chuẩn lau nhất nhé. Chuẩn lau nhất sản xuất tại chính nước Mỹ luôn. Và gầm cầu dưới nó có chữ AO này. Đó. Đây là gầm cầu dưới giữa nhé. Đó. Tiếp theo em sẽ quay sang cái càng phải và càng trái nhé. Bây giờ đi càng phải trước với càng trái nhé. Đó, càng phải đây. Giờ sang cành trái nhé. Đảo chiều nhau này. Đó. American USA xưa, Mỹ xưa, chuẩn lau nhất, sản xuất tại Mỹ nhé, thập kỷ 70-79 nhé, xuất sắc nhé. Và chuối ve hơi ngả màu theo thời gian 5 tháng nhé. Và rất cảm ơn bác xem video, xin chào các bạn bên sau.